nào đây, nhiều tủ có cái xi lạ lạ này. Xi tía xi tía, để xem mặt sau nào, mặt trước nhìn ổn ổn đấy. Trước nhưng mà nuôi được quái, thấy quái quái nghệ thuật, chả biết giá bao nhiêu, không biết quái. Chả biết quái. Đây là cái gì ấy? Xi xi cũng đỏ. Đây đây, bác ơi, đang hỏi đây. Đang hỏi cây xi này. Xi đỏ này. 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. 4 hay là nặng hết nhỉ? Đấy phải cắt vất hết các cái em thân nó như nào? Ra đợt nặng tiếp rồi. Dưới đi rẻ hơn đó. Dưới thì nó rẻ mà. Rẻ như dưới. Rẻ lắm, 1 triệu. Đấy, con này quái đấy, quái mà nghệ thuật đấy. Quái mà nghệ thuật đấy. Sang bên này. Múc múc múc. Con này lấy về. Múc. Chưa xong. Chưa xong à? Chưa xong. Anh bảo. Hả? Trả 4 triệu. 4 triệu. Hả? Ai? Của ai? Đây của bạn không? Xuống dâu á. Dâu bảo của mấy ông này. Của anh à? Gì ạ? Có lại của anh đổi cho ai hay là vào cái này vào vắt lại này nó đây. Ông mua mặc cả đấy chịu đét của anh em cho em đâu mà mua mặc cả, mua cây đấy cho vào thích không. Rồi sang đây không được, bây giờ mình kinh tế đói kém thì ai ra thì mua được là có quyền. Chả nhất thiết là mình sang mua. Con này 50 triệu có bán không em ơi? 50 triệu. Đẹp quá, quý đấy. Người ta bán mấy tỷ, mấy chục tỷ cơ mà. Anh nói thật là ngày xưa hết tiền. Chứ đằng này còn thứ tiền đôi trăm, đôi vài trăm. Giờ bà chủ bán bao nhiêu không biết? Ở đây bảo 55 triệu. 55 à? 55 thật à? Thì sao nữa? Quảng cáo thì sao nữa? Người mẫu ơi, đẹp hơn cả cây này chết. Chỉ ngắm người đấy, cây cổ, cây cổ vách rất đẹp sạch sẽ. Già già thì khỏi bàn rồi, già già quá thích. 55 à? 55 55 triệu. Cây cao độ chắc khoảng mét nhỉ? Mét từ mặt chậu lên 1 mét. Bóng rộng chắc khoảng độ 1m6-1m7. Bóng rộng. Đấy. Đấy. Nghe chưa? Cái màn đấy. Mặt sau thì không nhìn được rồi. Vướng. Quả này. Quả. Đấy, đẹp quá, cây đẹp đây rồi. Cây
này hôm trước tưởng bán rồi cơ mà nhỉ. Còn đây. Đẹp quá. Hôm nay báo giá cái này là bao nhiêu đấy? Hôm nay 6 triệu. 6 triệu. Đẹp kìa. Đấy, da rẻ sướng kìa. Nở, nhìn thân biết nở, thích nhỉ. Da rất sạch. Đánh đây tí thì tốt. Đây à. Cái tay này có nghiên cứu làm nó lại cái tay này không. Đây. Chân này đẹp lắm, mấy gài lại đá đẹp. À, mấy gài lại. Vừa mới gài xong nhỉ? Vừa gài tối qua. Mặt này nhìn lại thuận hơn. Mặt này nhìn thuận hơn mặt kia. Mặt kia nhìn nó hơi có cảm giác cái tay này nó hơi lệch. Cảm giác. Đây, nuôi kiểu gì cũng thành công. Đây này, ok rồi. Sáng cửa, rất sáng cửa. Rất sáng cửa. Rất nở nang. Chả có cái lá sâu nào. Đây là cái số của cái cây này. Còi. Đấy à? Bắt đi. Được đấy. Quay đi đấy. À đây của anh à? Đây là súng khoe quả đây. Đây là ba cái này à? Ba cái. Cái dưới này bao nhiêu? Dưới 6 triệu. 6 triệu. Đấy, thằng đẹp đấy. Nuôi thì biến thì thôi rồi luôn. Luôn rồi. Luôn. Quả này, hiền này. Đấy. Quả chín rồi đấy. Hiền huynh đọc số đây nào. 0906. 0906. 799. 799. 866. 866. Nghệ nhân công cây cảnh, Zalo các thứ có hết. Đấy. Đây này, xung tục bắt đầu đang ra quả này, rất đẹp, đông dàng. Quả to luôn. Đấy, cây này bao nhiêu? Quả chân, cây này 3 triệu. Đấy, quá rẻ nhỉ. Quá rẻ cho một tấm phở. Bò quái ghê ấy nhỉ. Quái đấy, đây. Anh Dũng này có mang cái nào? Đẹp quá. Bạn cây nghệ thuật. Anh Dũng Hoàng. Anh Dũng Hoàng này ở nhà rất nhiều cây đẹp. Về nhà anh Dũng thì không ra được. Nhiều cây đẹp lắm. Facebook của Dũng Hoàng ở trên Facebook. Ra chợ thì chỉ mang mấy cây nhỏ nhỏ đi thôi, vui thôi.
Cái này có đắt không nhỉ? Đây, anh Dũng ơi. Anh Dũng ơi. Đang hỏi cái này. Cái này bao tiền đây nhỉ? Cái này 4 triệu. Sinh quê à? Tiền, đi tiền. Tám móng. Lá móng đổ ghê chưa, giá căng quá. Con xi thì bao tiền? Đấy, cồn đá luôn này to hơn cái tiền đã hợp lý, tặng anh luôn tiền đấy. Anh từ anh em hỏi cái này tiền đấy, rồi thắng vẹo rồi to này không quét cái đấy lên mò đẹp như riêng thật.